À, xin chào tất cả các bạn Hôm nay mình à, xin à, giới thiệu cách à, thức trồng bầu vào thời vụ nào sai nhất Thì để biết à, vào thời vụ nào sai nhất các bạn à, theo dõi cùng mình nhé à, Đây là một ruộng bầu được trồng vào đầu tháng 3 Các bạn hãy nhớ nhé khoảng ruộng này khoảng tầm trồng à, Chắc cũng từ mùng 1 đến mùng 5 tháng 3 thôi Hiện tại đang là à, hôm nay là 23 24 23 23 24 là tháng 4 dụng này là gần 2 tháng đây là nửa đầu tiên được chảy bói các bạn xem à, một ruộng bầu cây các bạn xem này lá từ gốc vẫn xanh chưa gần như là chưa bỏ lên lá nào cũng mới nên được đến ra thôi đây. trước khi mình nói về mấy cái bầu thì các bạn cũng xem qua à, cánh đồng mình hầu như là quất cũng đã đảo và đã nuôi gần hết rồi rất là nhiều quất và đấy các bạn xem còn mình vào nói với mấy cái bầu nhá thì cách thức trồng à, ở các cờ nếp trước ấy mình cũng đã nói rồi thì như bầu trồng ở tháng 3 ấy, thì cây cách cây sẽ là 50 cm các bạn xem đây như ruộng này trồng như này thì cây cách cây chắc chỉ chỗ này chỉ khoảng tầm 3 40 thôi. Các bạn xem là tay này. Đây, gốc đây. Đấy, bốn 40 thôi. Thì một số bạn cũng đã vào bình luận bên dưới bảo là bầu mà trồng 40 cm mấy 50 cm như này thì sập bố nó dàn. Đấy là mình cũng nói lại những câu như một bạn nói đúng thật tâm như thế. Thì mình cũng xin tư vấn luôn là nếu bắc giàn cái kiểu hình máy bằng thì sập là một trăm luôn gặp mưa rào là sập đấy thành ra là về mùa tháng 3, tháng 4 trồng bầu như thế này rất sai thì các bạn phải lưu ý trồng bầu là bắc giàn là chữ a thì chữ a này nó mới khỏe nó chu vào nhau bên dưới có một giàn chữ a đang bắc thì tí mình xuống cùng xem nhá còn bây giờ mình nói thì các bạn có điều kiện là không ngại ngại làm cỏ thì có thể là mua tấm ni lông như thế này ni lông đen phủ vào đấy các bạn xem thấy không à, các bạn là đây các bạn ở dưới này có những phân này đây là phân uh, vi sinh vân phân tổng hợp đấy và có thể là trộn vào những đầu trâu và hai ngàn nân NBK các bạn rắc trên mặt luống không cần uh, phải pha ra nước đâu cứ đây các bạn xem này phân đấy Đấy. Các bạn cứ rắc trên mặt nuống Mỗi một lần trời mưa hay là bơm nước Cái rỗng nước như thế này Các bạn xem cái rỗng ở giữa này nhá Là nước bơm lên tận mặt nuống luôn Các bạn bơm đã bơm nước hay hoặc tưới Cứ bơm cho ngập hẳn lên bằng mặt nuống Xong là được khoảng tầm 5-10 phút các bạn tháo sạch nước đi Gọi là cho đủ ngấm trong phạm vi ở tầm 5-10-15 phút thôi Nó như một trận mưa rào ấy Xong là các bạn tháo hết nước đi Thì cái độ ẩm ấy nó đã hút được vào trong uh, uh, gọi là mặt nuống thì mặt nuống cây nó phân nó sẽ tan xuống sẽ hấp thụ và đưa dưỡng chất lên nuôi cây và cho ra trái đấy Các bạn xem là bầu trồng tháng 3 là rất là sai luôn đây là đứa chảy bói thành ra quả là sẽ không được đẹp như nửa thứ hai và bệnh ở cây bầu thì clip sau mình sẽ nói cái bệnh, bệnh chảy mủ Thân cây bầu các bạn xem Đây là mủ thân cây bầu Thì ruộng bầu này Đây là cái ná bầu này các bạn xem này Đây là những giọt thuốc xương Để đánh về xương cho cây bầu Thì cờ nếp sau mình ra Còn cờ nếp này mình nói về thời vụ Và cách trồng bầu Và bón phân cho cây bầu Đấy các bạn xem Thì cây cách cây như mình đã nói rồi Là trồng về mùa tháng 3 Thì các bạn làm nuống thì nuống từ 1 mét cho đến 1 mét 2 thì cứ các bạn cứ trồng làm sao mà cây 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 cách cây, cây, khoảng 50 cm hàng không phải cách hàng nữa rồi thì nuống là các bạn cũng trồng thì rất là đẹp luôn đấy còn phân nâng các bạn là lúc nhỏ uh, như ruộng bên để mình sang ruộng bên nhé uh, đi trong ruộng bầu này quả nhiều đấy các bạn xem đây như một chú đang à, bắt giàn, đấy, các bạn nhìn à, qua một mô hình à, giàn, đấy cái bầu này từ lúc trồng giờ à, cũng chắc chỉ khoảng tầm à, nửa tháng hai mươi ngày thôi, các bạn xem qua một, à, một chút, chút à, mô hình bắt giàn, dạ, à, cháu đi làm về rồi ruộng bầu này của chú cho ăn gì chưa mà tốt đấy. <laughs> vâng, chú cũng bảo là gửi cho ít lần rồi. Đấy các bạn xem, thì bắt đầu dàn cây như thế này, thì làm dàn chữ a như thế này, bắt đầu để cho cây bò và cho ra trái. Ruộng này khoảng tầm một tháng nữa là được cho thu hoạch như ruộng bên. Thì mình quay lại với ruộng bên cạnh, tiếp tục ruộng rất là đẹp làm dàn chưa ạ. À? Các bạn xem là đây là ruộng bầu mà đã được trồng tháng 3, còn ruộng đang là... ruộng mình vừa qua ruộng con con ruộng nhỏ ấy là trồng bầu tháng 2. Thì từ lúc trồng cho đến lúc thu hoạch ấy mình chỉ tưới gọi là kích rễ hoặc là À, nâng NPk gọi là bén để cho nó phát triển dễ thôi chứ còn thật ra là cũng không cần phải là bảo mua đạm hay là mua các cái gì chăm sóc vì cây lúc bắt đầu chưa nuôi quả thì cũng không cần còn lúc nuôi quả như này các bạn mà không làm nếp mà không làm không phủ giấy bóng và cho ăn phân như thế này các bạn có thể là một tuần hay là bốn ba bốn ngày các bạn bơm nước cho ăn một lần thì mỗi một lần các bạn cho ăn thì chia ra à, các bạn làm sao mà thấy như ngọn bầu ấy mình à, quay rồi mình đi ra nhá để mình à, quay ngọn bầu cho nó dễ để các bạn xem như ngọn bầu như thế này đây là ngọn bầu rất là khỏe ấy. các bạn cứ nhìn ngọn bầu mà thấy ngọn nó tụt tụt lại ý là để mình ruộng này không thấy ngọn nào bị thu ở đây rồi các bạn à, nhìn ngọn bầu này ná bầu như thế này đấy ngọn này các bạn chú ý cái ngọn này ngọn này nó bị thu lại như thế này thì là thiếu chất thì các bạn có thể là bọn thúc lên một tăng cường ăn thêm một một chút thì cây mới phát triển được còn ngọn bầu mà vươn ra như thế này các bạn nhìn cứ ngọn bầu đấy như hai ngọn này đang vươn ra như thế này là cây đang rất là khỏe luôn đấy các quả con các bạn xem là ở trên giàn rất là nhiều rồi đấy rất là nhiều quả con quả con rất là sai luôn Đấy mình à, đi ra ngoài này thì cách cách thức trồng mình cũng đã nói là về trồng từ tháng 3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 thì cây cách cây cứ khoảng 50 cm một cây thì làm dàn cứ làm dàn chữ A là tốt nhất thì làm dàn máy bằng cũng được ở địa phương mình vẫn có người làm thì clip sau mình sẽ à, chia sẻ với các bạn là cơ là làm dàn mái bằng để xem là ruộng ý như thế nào. Đấy. Các bạn xem thực tế luôn đây cây chưa ra trái. Trồng rất là mau luôn. Đấy, rất là đẹp. Trồng về bầu về tháng 3 này. Thứ nhất là năng suất cao và sai. Tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 cơ bản là như nhau thôi, nhưng mà tháng 3 có thể là ít mưa hơn là tháng 5, tháng 6 tháng 7 vì về mùa ấy về cái tầm tháng 5 tháng 6 tháng 7 ấy, không mưa ấy thôi đã mưa thì trận nào cũng to lắm thành ra là rất sợ là sập dàn đây các bạn xem ruộng bầu đang được cho thu hoạch À, cũng có một số bạn hỏi là quả bầu ở địa phương mình là bị ong châm hay là làm sao mà bị teo như thế này thì mình cũng chia sẻ luôn nhá cái điểm này này như các bạn xem đây là một quả bầu khi đang ra trái như này thì thường thường ấy là sẽ ra được một cái tránh ở điểm này thì lại ra quả thì như cái quả bầu này mình vừa vặt đây Đấy, hai quả này đây thì là chỗ này là sẽ có một quả bầu bị cắt rồi cái cuống này là cuống bầu bị cắt thì cái cuống khi đang ra quả bầu như thế này để mình tìm để thực tế cho các bạn xem chứ không phải là ừ, chỗ này nó lại ra bầu kiểu này khó tìm đều để mình ra đây mình cái chỗ này đây rồi thì khi đang nuôi hai quả bầu đây dây này nó được xem là được một này các bạn xem này được một quả này này hai quả này đấy quả này quả thứ ba thì khi đang nuôi hai quả này thì cây đang dùng dưỡng dưỡng chất nuôi trực tiếp vào hai quả rồi quả này thứ ba là có một là ra chậm quá hai là dưỡng chất không lên được đến nơi thì có thể là bị teo bị thui bị hỏng còn như hai quả trên này cây mới nuôi có dưỡng chất nuôi thì mới đậu và cho ra trái thì đây là nứa bói thành ra hay có hiện tượng như thế nhưng mà từ nứa sau giờ ra nứa sau ấy thì cây khỏe thì rất là sai luôn và ra quả nào hầu như là đậu là quả ấy các bạn xem clip à, có thắc mắc gì cứ bình luận bên dưới mình sẽ trực tiếp mình trả lời các bạn à, ruộng bầu này ở trên giàn ở trên giàn là còn à, sai hơn là ở dưới nếu mà nhìn bên ngoài nhìn rất là thưa luôn các bạn ơi ruộng bầu mới lên giàn thôi rất là trồng mau nhưng mà rất là thưa nhưng mà quả con là rất là nhiều à, thật ra quả con bây giờ đang giấu trong lá là nhiều đấy các bạn mình nhìn à, quả con hoa là nhiều đây các bạn xem à chỗ này một hoa này hai hoa đây nữa là ba rất là sai bên này cũng vậy hoa bầu chỗ này ra mấy hoa này, đây đấy Thật ra bầu trồng tháng 3 là Sai là cái điểm mà nó ra rất nhiều tay tránh Các bạn nhìn đây đều là tay tránh này Đấy Thì cứ, cứ Cứ ra tay tránh Thì lại là ra quả Thành ra là bầu tháng 3 Có đặc điểm là Sai ở cái điểm là cứ ra tay tránh là ra quả Thành ra là người Ở địa phương mình nông dân ấy Là trồng bầu tháng 3 Sẽ bắt giàn chữ A Nhiều hơn là bắt giàn mái nhà Mái bằng Vì bắt giàn mái bằng Sẽ rất là sợ bị sập dàn rất là sai Róc nào mình nhìn vào cũng thế mình từ thử... nhìn đây này. quả cũng rất là nhiều quả con ở trên nóc ở trên nóc như thế này này các bạn này quả nó chưa buông được xuống vẫn nằm ở trên dàn rất là nhiều Thành ra là nhiều khi là mình đi ở dưới gầm, mình không quay máy lên Thành, thành ra cũng không nhìn được hết quả Các cái tay, đây, đây tay tránh này Đấy, Tay tránh nào cũng có quả à, Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình, xin chào tất cả các bạn